mình sẽ làm cho cái này nó sẽ có thuộc tính nó sẽ có thuộc tính tím à các cái thuộc tính cộng thêm như đấy sẽ uống mà là mình sẽ niệm vài câu thần chú để cho nó may mắn ví dụ ra ba dòng thì càng ngon chào mừng anh em đã tới với channel của fan game vỗ tay vỗ tay vỗ tay vỗ tay cái ok hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn một cái chủ đề cực kỳ hot cực kỳ đặc biệt ở trong trò chơi hiệp khách giang hồ này uh, nhiều bạn chắc chắn là sẽ rất thích cái chủ đề này của mình đó chính là chủ đề chúng ta sẽ bật mí sau ok À, quay trở lại với hiệp khách giang hồ thì mình đã làm rất là nhiều các cái series hướng dẫn cho các bạn rồi và rất là cảm ơn lời đầu tiên thì cũng rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ cho channel của fan game uh, trong một khoảng thời gian qua uh, thứ nhất là những anh em mà đã ủng hộ subscribe cho fan game từ cái uh, uh, xem nào từ từ từ, từ uh, game chu tiên đúng không bây giờ thì lại qua tới hiệp khách và nói chung là mình không biết nói gì hơn ngoài việc là cảm ơn tất cả mọi người đã subscribe, đã like cũng như là đã ủng hộ channel của fan Game trong một khoảng thời gian vừa qua. Thật sự đây là một lòng biết ơn khi mà hôm nay thì mình cũng mới nhận được một cái tin đó là kênh của mình được trên 9.000 sub. Thật sự đấy là một cái động lực, một cái niềm vinh dự của mình rất là nhiều và đây là một lời cảm ơn của mình, nhất là lời cảm ơn của mình tới toàn thể anh em và hy vọng là sắp tới sẽ lên được 1.000 sắp à quên 10 10.000 sắp mình hay bị nói lẹo 10.000 sắp à, hy vọng là khi mà gần gần tới 10.000 sắp thì mình sẽ có một cái chương trình hay là một cái sự kiện gì đấy có một cái giveaway một cái món quà quà tặng để gửi tới cho tất cả những người đã ủng hộ mình trong khoảng cái thời gian vừa rồi khi mà mình đạt đến con số 10.000 sắp thì mình nghĩ là đấy là một cái thực sự nó hơi là là quá nhiều, nhưng tuy nhiên thì đối với mình thì nó cũng là một cái gì đấy mà mình 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 nghĩ là sao nhỉ? Mình nghĩ đấy là một cái thành công của mình. Đó, một cái thành công của uh, fan game mà mang lại những giá trị cho anh em. Uh, thì hy vọng là gần tới thời điểm đó thì mình sẽ có một cái giveaway gì đó để tặng cho anh em. Ok. Uh, rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới với uh, hướng dẫn của văn game về trò chơi hiệp khách giang hồ nhé. Uh, nhiều bạn có hỏi mình là cái điểm võ huân um, và và ở đây và cái này, nhiều bạn muốn biết được cái này, hai cái vật phẩm đó, ba cái vật phẩm đó là tinh huyền thiết, xương uh, hào hoàn thiết và bách luyện thiết, thì cái này kiếm ở đâu? Cái tiệm chiến công này. này. Đấy, có bán tại huyền bột phái ôn hiểu dư hoặc hoa hữu khuyết hoạt động nhận được đó các bạn thấy chưa ba cái vật phẩm này rồi thì nhiều bạn hỏi mình là ba cái vật phẩm này chúng ta kiếm được ở đâu thì chúng ta cái chính hoạt à, cái, cái 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 gì nhỉ tiệm chiến công thì cái tiệm chiến công này thì chính là cái tiệm võ huân và nó sẽ chia ra làm hai cái là chính và tà các bạn bên chính thì hãy sang cái shop chính, các bạn bên tà sẽ sang shop tà. Ok, để tới hai cái thằng này thì chúng ta bắt đầu di chuyển tới bản đồ tới Tây Tà Tiêu Thổ. Đó, các bạn thấy cái NPC là Ôn Hiểu Dư, Võ Huân Tà và Hoa Hữu Khuyết, Võ Huân chính không? Đó, đây các bạn thấy cái NPC chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ kích vào đây để di chuyển tới cái thằng ở bên tà. Đây. Shop đổi võ hôn của bên tà chính là ôn hiểu dư ở bên tà, còn bên chính chính là thằng hoa hữu khuyết chính là ở bên chính. Đó các bạn thấy chưa? Bây giờ thì mình sẽ xem xem cái shop này nó có bán gì nhá, tiệm võ hôn. Ô, what trời mươi 21 giờ mới làm mới à? Thì muốn làm mới thì mất cái gì? 50 vàng. Ui đắt thế. Ở đây thì mình đã mua được rồi. Nhiều bạn hỏi là tiếp là nhiều bạn hỏi cái mua cái mảnh thần binh cánh hoa thiên này này, cái cái pháp bảo à, cái 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 thần binh này đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái thần binh này nhé chúng ta có thể mua được ở tiệm võ huân đây hoa bỉ ngoạn chính là cái cánh hoa thiên đường này này cái mảnh cánh hoa thiên đường này thì các bạn có thể mua được ở shop võ huân à, chúng ta có thể mua được rất nhiều ở cái shop võ huân này thì cái shop võ huân này sẽ yêu cầu chúng ta cần phải có điểm võ huân đạt đủ điểm thì chúng ta mới đủ điều kiện để được mua à, bán thì khá đắt đấy hai vạn 20 vạn để được một cái một đến ba cánh hoa thiên đường khá đắt đúng không Uhm. rồi thì uh, làm sao để có thể kiếm được cái điểm võ huân này, cái điểm võ huân này thì các bạn hãy tham gia cái hoạt động này này, cái hoạt động đấu trường các bạn vào đấu trường sau đó là các bạn vào cái phần tab là chính tà thế lực chiến, thì trong cái tính chính tà thế lực chiến này thì sẽ có hai cái đó là chính tà đối chiến và đại hỗn chiến, đó thì những cái này nó chỉ mở vào thứ ba hàng tuần này, rồi uh, thứ 6 và chủ nhật mở. Đó chỉ có 3 ngày mở cái này thôi. Đó, cho nên là các bạn làm sao để có thể là tham gia cái này và được nhiều được uh, giết được nhiều hoặc là tham gia nhiều thì các bạn sẽ được điểm võ huân. Đó thì khi mà các bạn thắng thì các bạn sẽ được lượt tham gia phụ bản vàng. Đó, các bạn thấy hay không? Nếu mà thắng các bạn sẽ được tham gia phụ bản vàng, thua thì các bạn sẽ được tham gia phụ bản bạc. Thì những cái phụ bản này sẽ mang lại cho các bạn rất là nhiều dương, các cái dương này và ngoài ra là có cái nội mảnh nội giáp thần bí thì cái này level 60 sẽ mở rất là quan trọng cho các bạn đó thì quay trở lại với cả cái kiếm điểm võ huân thì các bạn làm sao mà đi cái này và thắng thắng thì các bạn sẽ được rất là nhiều điểm võ huân đó, ở đây thì mình đã được 1.200 bao nhiêu điểm rồi từ từ đây mình đã được tiệm võ huân này mình đã được 1.260 điểm võ huân rồi đó thì cũng là được mua được khá khá đồ ở đây đó, ok mình sẽ mua cái mảnh này đi chúng ta sẽ mất xem nào. Mất 20 vạn thật, mất 20 vạn. 20 vạn để chúng ta mua được cái cánh hoa thiên đường này. Đó, ở đây mình mua cũng được kha khá rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ làm mới cho các bạn để xem xem chúng ta có nó. cái này thì các bạn sẽ 9 giờ tối mỗi ngày thì nó sẽ reset lại cái này. Đó, cho nên là mình sẽ thử thử xem xem là có ra cái mà vật phẩm để 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 ép cái dòng gọi là gì nhỉ? Ờ, ép cái dòng trang bị đó, à, nó sẽ có ba cái dòng trang bị để chúng ta thử xem ra có mua được không nhé mình mất 50 vàng rồi đấy ở đây xem nào ui không được rồi các bạn ạ dùng để tinh luyện trang bị này à đây 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 chúng ta có đây rồi vật phẩm đá phòng cụ một này 20 vạn này mua đi đó mình được một cái lụa bách bảo ngẫu nhiên đây các bạn nhìn này, thuộc tính tinh luyện, ngẫu nhiên luyện được hai thuộc tính cho tay, giáp, ngực hoặc giày đấy các bạn thấy ngon chưa? Đó. Rồi. Như vậy là mình đã có cái này nhá. Tiếp theo. Ui, vật phẩm tay đặc biệt này. Level 46, có thể ra ngẫu nhiên. Ok, cái này chỉ mất 5 vạn thôi, mua luôn. Ôi, tay xanh cùi rồi. Túi khí công. Ô ngon, túi khí công này. Ui, 9 cái luôn thử dùng thế nào? ôi, giờ được độ tính không ngon lắm. ok, như vậy là mình đã mua được những cái mà mình có thể mua. còn lại thì cái đặc biệt này, này cái này mới ngon này, cái đá phòng cụ này, đó thì sẽ giúp các bạn là tinh luyện được cái vật phẩm của mình. ở đây là có thể hai phù, phù trung cấp, ok. rồi bây giờ thì mình sẽ thử dùng cái đấy xem sao nhé. thử dùng cái từ đi tiệm hơn xem sao. bây giờ các bạn sẽ vào phần sản xuất, tinh luyện, sang phần giáp. Đó các bạn nhìn thấy cái phần cái phần giáp chưa? Mình đang mặc cái giáp này à, từ 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 mình sẽ tinh luyện cái đồ vàng nó sẽ ngon hơn đúng không? Đây là mình có cái giày level 42 vàng này. Đó. Rồi bây giờ nhá, mình sẽ tinh luyện cho các bạn mà cái này chắc chắn là sẽ thành công đây này. Đây. À, vàng và bây giờ mình sẽ nổ thuộc tính cho nó né tránh né tránh HP bền bỉ ngon rồi. Hay là nhẫn. Ui nhẫn 8000 tấn công bạo kích bạo kích sát thương kèm. Ui, cái nhẫn này còn ngon hơn. À, nhưng mà nhẫn thì mình lại không có cái này tinh xương à không có cái hai không hai này thôi dày vậy chỉ có dày thôi ok bây giờ thì các bạn sẽ xem xem nhé mình sẽ làm cho cái này nó sẽ có thuộc tính nó sẽ có um, thuộc tính tím à các cái thuộc tính cộng thêm như đấy bạn sẽ uống um, mà là mình sẽ um, niệm vài câu trần chú để cho nó may mắn ví dụ như ra ba dòng thì càng ngon rồi Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu luyện Ui Nó ra cái gì vậy Ấn lội Ơ À Nó không phải là ra cái kia mà là ra thuộc tính thêm ở dưới các bạn ạ Ôi giời không phải là ra cái thuộc tính kia mình sorry mình đã nhầm có nghĩa là dùng cái này thì chúng ta sẽ được thêm cái thuộc tính ở hp với cả phòng thủ ở thêm dưới nổ thêm thêm một thuộc tính ở phía dưới thôi ừ. ngẫu nhiên luyện được ba thuộc tính cho tay là sao ta hp hp đây này nó sẽ có thuộc tính ở phía dưới lúc ấy không có đúng không lúc ấy không có bây giờ chúng ta có thêm cái thuộc tính đấy thôi mình cứ tưởng là được thêm những cái kia hóa ra là những cái đồ kia bắt buộc phải kiếm phải 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 ấy mới lấy được rồi ba thuộc tính mà thấy con đưa ra được có hai là sao cùi vậy ok à, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách có thể để kiếm thêm các thuộc tính này nhá đây à, thuộc tính thêm này lại có thêm thuộc, thuộc à, thêm này rồi thuộc tính tiếp này Đó, những cái đồ này làm gì có đâu đúng không từ từ đây cái này thì chỉ có cơ bản và thêm thôi tuy nhiên thì mình đã luyện thêm được cái này thêm nữa là thuộc tính ở dưới nữa có thêm hp và phòng thủ đó rồi ok như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn uhm, cái cách để làm sao có được điểm võ huân như là tới võ huân và đổi đồ cũng như là mua tất cả các trang bị và đây là một nơi mà các bạn có thể đốt vàng đốt cái xu này rất là kinh khủng đó ok như vậy là mình đã giới thiệu xong à, rồi nếu như thấy hay thì anh em đừng quên để lại một like như là subscribe cho kênh channel của fan game nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau bye bye